Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 12, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đón mừng năm mới dương lịch 2015. Thời gian của một đời người như một thi nhân trong Thánh Kinh nói rằng như bóng câu qua cửa sổ. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin mở đầu chương trình phát thanh tin lành hôm nay với bài viết ngắn với tựa đề Thời gian. Rằng có một ngân hàng mỗi buổi sáng cung cấp vào tài khoản của chúng ta 86.400 US. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số còn dư lại mà chúng ta đã không sử dụng hết trong ngày đó. Chúng ta sẽ phải làm gì? Sử dụng hết số tiền đó. Đó là điều dĩ nhiên. Thật vậy, kính thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều được ban cho một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng đó là thời gian. Mỗi buổi sáng, quý vị và tôi được cung cấp cho 86.400 giây. Vào một buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như chúng ta mất thời gian mà chúng ta không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng này cũng không cho phép chúng ta để lại số dư trong tài khoản, và cũng không cho phép chúng ta bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho chúng ta. Buổi tối nó lại hủy bỏ hết những gì còn lại trong ngày. Nếu chúng ta không dùng được hết trong thời gian mà chúng ta có trong ngày, thì người bị mất đó là chính quý vị và tôi. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua, không có chuyện tiêu trước cho ngày mai. Chúng ta phải sống với những gì mà chúng ta có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đó bằng cách nào đó, để mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời chúng ta không cảm thấy bị phí phạm bởi vì sống sai mục đích. Thiên Chúa Đấng đã dựng nên con người chúng ta, đã ban cho chúng ta một mục đích sống cao quý, đó là tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Ai làm được điều này là đã tìm được giá trị của thời gian cuộc đời mình trên đất này vậy.
Mai Thảo vừa trình bày thánh khúc Hãy đến cùng ta. Trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị loạt bài mới của Minh Nguyên với tựa đề Chuyện lứa đôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chuyện lứa đôi bài 1. Tình cảm là phần quan trọng trong đời sống con người. Dù trong lứa tuổi nào, con người cũng cần có tình yêu. Chúng ta cần tiếp nhận tình yêu của người khác và cũng cần ban cho người khác tình yêu của chúng ta. Từ nhỏ cho đến khi khôn lớn, lúc nào chúng ta cũng cần được sống trong tình yêu của người chung quanh. Lúc nhỏ, chúng ta sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Lớn lên, chúng ta có thêm tình thương yêu của bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng xóm, tình thương yêu của anh chị em trong hội thánh và trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình cảm quan trọng nhất trong đời sống con người là tình yêu đôi lứa, tức là tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu đôi lứa quan trọng vì nó ảnh hưởng trên cả cuộc đời chúng ta và hầu như chi phối mọi phương diện trong con người chúng ta. Thế nhưng, tiếc rằng đây là vấn đề ít được bàn đến một cách cởi mở trong gia đình, cũng như trong hội thánh. Các bạn trẻ ít được hướng dẫn trong vấn đề tình yêu nam nữ, do đó dễ ngã vào những cạm bẫy muôn mặt của tình yêu và khó tránh được những quyết định sai lầm, ảnh hưởng tai hại đến cả cuộc đời. Để đáp ứng phần nào nhu cầu này của các bạn trẻ, chúng tôi mạo muội trình bày một số vấn đề liên quan đến chuyện lứa đôi. Ước mong có thể giúp các bạn những điều cần thiết và cần học hỏi trong tình yêu đôi lứa. Chúng tôi cũng mong rằng qua những điều chia sẻ, các bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và đúng đắn hơn về tình yêu. Nhờ đó có những quyết định khôn ngoan trong vấn đề tình cảm. Hầu mai kia có một gia đình hạnh phúc. Cách ngôn Tây Phương có câu: ta hãy dùng lý trí để quyết định những vấn đề của con tim. Tình yêu là vấn đề của con tim, nhưng chúng ta cần sự hướng dẫn sáng suốt của lý trí khi bước vào con đường tình yêu. Để không bị tình yêu làm cho mù quáng và để có thể sáng suốt khi đối diện với tình yêu, chúng ta cần biết rõ về tình yêu trước khi tình yêu tràn đến với chúng ta. Nếu chưa yêu ai, có lẽ bạn nên tìm hiểu về tình yêu từ bây giờ để sẵn sàng khi tình yêu đến. Nếu bạn đang yêu, có thể áp dụng câu chuyện lứa đôi này thật cần thiết cho bạn và người yêu. Nếu bạn đã thất bại trong tình yêu, mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ tình yêu hơn và có thể tìm được tình yêu mà Chúa đang dành riêng cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh là quyển sách chỉ nam cho người tin Chúa. Kinh Thánh chứa đựng đầy đủ những nguyên tắc và tiêu chuẩn sống trong mọi phương diện. Vì thế, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để tìm sự hướng dẫn trong vấn đề chuyện lứa đôi. Khái niệm về tình yêu đôi lứa. Các bạn trẻ, bất luận nam hay nữ, khi đến tuổi 13-15, thường bắt đầu để ý những người bạn khác phái và suy nghĩ đến tình yêu nam nữ. Đây là điều tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong con người để chuẩn bị con người cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, vì trong văn hóa của chúng ta, vấn đề tình yêu nam nữ ít được nói đến một cách cởi mở và tự nhiên, nên chúng ta cảm thấy như đây là chuyện không đẹp và không nên nói đến. Các bạn trẻ khi mới lớn thường có nhiều thắc mắc về tình yêu nam nữ, như không biết hỏi ai
và cũng không biết tìm lời giải đáp ở đâu. Vì lý do đó, một số các bạn đâm ra suy tư, ngại ngùng hoặc có mặc cảm khi thấy tâm trí mình sao cứ vấn vương chuyện tình cảm nam nữ. Có bạn sợ người khác biết được những suy tư hay tình cảm thầm kín của mình, nên khi bắt đầu yêu thường che giấu tình yêu đó để tránh những cái nhìn dò xét và lời bình phẩm của người chung quanh. Cũng có những bạn trẻ đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về tình yêu trong những sách báo, phim ảnh không đứng đắn. Vì thế có cái nhìn lệch lạc về tình yêu và tình dục. Cái nhìn lệch lạc đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự hiểu biết cũng như quan niệm của các bạn về tình yêu trong hôn nhân và đời sống vợ chồng sau này. Một số các bạn trẻ bị cám dỗ trong vấn đề tình dục, nhưng không có ai hướng dẫn và không được chuẩn bị nên đã ngã vào tội lỗi. Một số khác vì quá sợ hãi trước một vấn đề mình không biết nên tránh xa tất cả những quan hệ với người khác phái và sống đời sống trở nên khô khan, buồn tẻ. Tình yêu nam nữ và tình dục là vấn đề quan trọng trong đời sống. Nếu chúng ta không được hướng dẫn hoặc không hiểu biết thấu đáo thì thật là một thiếu sót lớn. Người đời thấy rõ như câu này nên đã khai thác triệt để dưới nhiều hình thức để trục lợi. Chúng ta thấy người ta luôn luôn nói đến tình yêu nam nữ và tình dục trong âm nhạc, văn thơ, hội họa, phim ảnh, sách báo, vân vân. Nhưng những điều người ta trình bày đó thường khiến chúng ta có cái nhìn sai lạc hơn là giúp ta có một hiểu biết trung thực về điều tốt đẹp mà Chúa đã tạo dựng cho con người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Chuyện lứa đôi bài 1 phần 1. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Chuyện lứa đôi bài 1 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Khi ta bị đánh ngã, Vĩnh làm việc cho công ty điện lực Long An đã nhiều năm. Anh cùng đồng nghiệp có trách nhiệm sửa chữa các đường dây và dựng các trụ điện mới. Ngày nọ, anh tham gia thi công dọc theo tỉnh lộ. Sau khi đã chỉ huy cho công nhân dựng xong một trụ điện mới, anh lấy một điếu thuốc lá đưa lên môi, kéo chiếc nón lưỡi trai cụp xuống và cúi đầu che gió để mồi thuốc hút. Thình lình, một ai đó chạy thật nhanh đến xô anh từ phía sau, ngã lăn kềnh với những vết trầy xước và áo quần đầy bùn đất. Vĩnh giận không thể nào chịu được. Anh lồm cồm ngồi dậy, định quát tháo kẻ nào đã đùa giỡn một cách vô ý thức như thế. Nhưng chưa kịp định thần xem mình sẽ mắng chửi ai, thì Vĩnh nghe những tiếng la hét và rồi một tiếng ầm. Chiếc trụ điện vừa mới dựng, chưa kịp lắp chân cột, đã ngã ngay chính chỗ Vĩnh vừa đứng mùi thuốc lá. Vĩnh ôm lấy người bạn vừa xô mình ngã với lời cảm ơn thật ngắn nhưng thật chân thành. Những người bạn tốt không chỉ nâng đỡ nhau mà cũng có lúc phải đánh gục nhau, với điều kiện là những cú đánh ấy chỉ nhằm mục đích giúp đỡ hoặc cứu vớt người bạn thân thiết của mình. Hãy nhớ Dương Lễ đã tàn nhẫn thế nào khi không chịu tiếp Lưu Bình mà còn sai quân lính đem thí một trái cà thiêu và một tô cơm hẩm. Đức Chúa Trời đôi lúc cũng hành động như vậy đối với chúng ta. Nhiều người không kinh nghiệm được điều này, nên khi Chúa đẩy họ vào sự thất bại giữa lúc thành công, đánh gục họ đang khi thịnh vượng, thì họ mất phương hướng, chán chường, thậm chí oán trách Ngài. Trong đời ta,
sự thành, bại, vinh, nhục, được, thua, còn, mất. Tất cả đều là những phương tiện để Chúa rèn tập tâm tính và bản lĩnh của chúng ta. Chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng, ta chưa nên vội trách móc hoặc hồ nghi về tình yêu của Ngài. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Hebrew đoạn 12 câu 5b câu 6. Vững tin nơi Ngài, cứ vững tin Giêsu, vững tin nơi Chúa chi ai đã thiêng không sao rời đôi. Nguyện luôn chúng ta Ngài trọn đời theo Chúa, lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha. Stand firm in Him, be strong in the Lord. He is the rock of salvation, I shall not be moved. I will exalt you with all my heart. I will exalt you with all my strength. Nhờ tình yêu Chúa cứu con, được luôn sống hòa vui. Làm sao nói hết yêu thương nhân ái Chúa giúp con. Lòng con xin quyết với Ngài, nguyện hầu việc Chúa suốt đời. Dù cho bão tố hay khó nguy kề bên, vững tin nơi Ngài, cứ vững tin Giêsu, vững tin nơi Chúa chi ai đã thiêng không sao rời đôi. Nguyện luôn chúng ta Ngài trọn đời theo Chúa, lòng con xin quyết nương ở trong. Lord, you have rescued me. You are my happiness. I can hardly imagine all your love. So here I am, send me. For as your kingdom comes, your will be done. I give you my heart. Stand firm in Him, be strong in the Lord. He is the rock of salvation, I shall not be moved. I will exalt you with all my heart. I will exalt you with all my strength. Stand firm in Him, be strong in Him. I shall not be moved. I will exalt you with all my heart. I will exalt you with all my strength. Vững tin nơi Ngài, vững tin Giêsu, vững tin nơi Chúa chi ai đã thiêng không sao rời đôi. Rời đôi, nguyện luôn chúng ta lại trọn đời theo Chúa. Lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha. Lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha.
lời như sau: Này con ơi, ta không hứa trời luôn xanh hoa viền lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không ưu sầu, an bình không đớn đau. Nhưng con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, mỹ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa điểm ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu không hề vơi. Thật vậy, nhìn vào cuộc đời của Giô-sê với chức vụ lãnh đạo dân sự vào trong xứ Canaan, là xứ được mệnh danh là đường sữa và mật, là chương trình mà Đức Chúa Trời ngày đem dân của Ngài từ Ai Cập vào trong Canaan. Sau khi vượt qua sông Giô-đanh cách diệu kỳ bởi quyền năng của Chúa, thì Giô-sê và dân sự phải đối diện với thành Giê-ri-cô đang sừng sững trước mặt. Giô-sê đã giải quyết vấn đề lớn và khó này như thế nào? Kính mời quý vị cùng xem Giô-sê đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu 15, Thánh Kinh chép như thế này. Phải khi Giô-sê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-sê đi lại cùng người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù địch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-sê bèn sốc mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-sê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-sê bèn làm như vậy. Kính thưa quý vị, thành Giê-ri-cô là thành mà có người gọi là thành Chà La, đem lại một lợi ích cho con người ở trên một phương diện nào đó. Nhưng dưới cái nhìn và tường thuật của Thánh Kinh, thì Giê-ri-cô luôn luôn là một biểu tượng của sự đi xuống của tinh thần thế gian, của bản tánh của con người cũ hay là xác thịt. Thì trong các Vua Thứ Nhì đoạn 2 câu 19 thì chép rằng, dân cư của Giê-ri-cô nói cùng Ê-li-sê rằng, chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi đã thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai. Còn trong Tân Ước thì thành Giê-ri-cô được Đức Chúa Giê-xu nhắc đến trong câu chuyện của người Samari nhân lành ở đoạn 10 câu 30 như sau. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Giê-ru-sa-lem đi xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống, nửa chết. Thật vậy, trong cuộc đời, có những Giê-ri-cô vô hình đang án ngữ chúng ta, không thấy được đất đường sữa và mật mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Đó là những điều làm cho chúng ta nảy ra những sự cay đắng, làm chúng ta bị thương tổn, làm chúng ta sống trong cuộc đời nửa sống nửa chết. Giô-sê đã làm gì khi ông đối diện với Giê-ri-cô trước mặt? Thánh Kinh chép rằng, khi đến gần Giê-ri-cô, thì Giô-sê ngước mắt lên nhìn. Tôi muốn dùng chữ này để thưa với quý ông bà chị em. Đây là giải pháp, đây là thói quen, và đây là đặc tính của một cơ đốc nhân. Khi đối diện với nan đề, thì thói thường của người đời, người ta hãy chăm chú vào nan đề để sau đó thấy những sự ngã lòng, những sự tức giận, những sự thất vọng. Nhưng ai đối diện với nan đề mà nhìn xem lên Chúa thì thấy phía sau nan đề là đấng đang chờ đợi để giúp đỡ chúng ta. Trong khi đối diện với nan đề, quý vị đang hướng mắt mình về đâu? Phước cho người nào nhìn xuyên qua nan đề, ngước mắt lên nhìn sang Chúa, để thấy đấng lớn hơn nan đề đang chờ đợi để giúp chúng ta vượt qua khỏi. Trong Dân Số Ký đoạn 21, từ câu 4 cho đến câu 8, chép về một trong những câu chuyện buồn trong lịch sử của dân sự trong khi tiến về đất hứa. Trong lúc họ ngã lòng, những kinh chết như vậy, thì họ bèn nói phạm đến Đức Giê-hô-va, đến nỗi làm Ngài nổi cơn thịnh nộ, và đã để cho họ bị rắn độc cắn, nhiều người bị thương tích, nhiều người bị chết. Sau đó, Chúa bảo Môi-se hãy làm một con rắn bằng đồng, treo lên trên một cây sào. Nếu người nào muốn được chữa lành, hãy nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống.
đây là giải pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trên thực tế, thiết tưởng rằng nhiều người khó chấp nhận. Bởi vì bị rắn cắn, bị thương tích, thì tại sao không có giải pháp về thuốc men, không giải pháp về những điều khác mà nhìn xem không dám bằng đồng, có vẻ không thuận với sự suy luận của con người. Tuy nhiên, ai vâng lời giải pháp của Đức Chúa Trời, ai tin vào giải pháp của Đức Chúa Trời, thì người đó được sống. Kính thưa quý ông bà, chị em, trong những nhu cầu của đời sống chúng ta, trong những nan đề của đời sống chúng ta, phước cho người nào dám tin cậy vào giải pháp của Đức Chúa Trời, thì người ấy có cơ hội để vượt qua được nan đề và đắc thắng nan đề. Nhìn lên Chúa cũng hàm ý rằng nhìn vào giải pháp được ghi trong lời của Chúa, nhìn vào phương cách của Chúa giải quyết cho chúng ta. Hãy trở lại với Thánh Kinh, hãy trở lại với phương pháp của Đức Chúa Trời giúp chúng ta sống đắc thắng và sống phước hạnh trên đời này. Ai chọn giải pháp đó sống thì chắc chắn người đó sẽ đắc thắng và sẽ vượt qua nan đề, sẽ thấy sự đường sửa và mặt đang chờ đợi trước mắt chúng ta. Một người ngước mắt nhìn xem Chúa, nhìn xem vào lời của Đức Chúa Trời với phương pháp của Ngài, thì phước hạnh thứ nhất, kết quả thứ nhất mà người đó nhận được, kể theo lời của Thánh Kinh chép câu chuyện của Giô-sê rằng Giô-sê bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện của mình. Giô-sê đi lại cùng người và nói rằng: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Kết quả thứ nhất của một người nhìn sang Chúa, người đó có một quyết định, có một chọn lựa đúng. Người đó sẽ phân biệt ai là bạn, ai là thù. Thật vậy, khi nhìn sang Chúa, theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận biết được rằng phương pháp nào, phương tiện nào để chúng ta dùng để giải quyết nan đề của chúng ta, mà sau đó nó trở nên người giúp đỡ chúng ta yêu mến Chúa, kính sợ Chúa hơn. Bằng không, e rằng chúng ta sẽ dùng một giải pháp để giải quyết được nan đề, nhưng sau sự thành công đó, thì chúng ta như là bị kẻ thù tấn công chúng ta, chúng ta sẽ có gánh nặng trong lòng, chúng ta sẽ có sự cáo trách trong lòng, và những điều đó không giúp cho con người thuộc linh của chúng ta được sâu nhiệm hơn trong Chúa sau khi vấn đề được giải quyết. Có một người đã nói một câu đáng nhớ rằng, sự thất bại lớn nhất là sự thành công không có Đức Chúa Trời dự phần. Kính thưa quý vị, việc chọn lựa quý vị để giải quyết nan đề trước mặt quý vị, sau đó nó có làm cho quý vị là một người thành công theo ý muốn của Chúa chăng? Kết quả thứ hai, khi một người nhìn sang Chúa để nhờ cậy Chúa dùng giải pháp của Ngài giải quyết nan đề cho chúng ta, trong Giô-suê câu 14 chép rằng: người đáp rằng: không, bây giờ ta đến để làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tới Chúa điều gì? Nhìn sang Chúa thì sẽ biết đâu là công việc của xác thịt và đâu là công việc của Thánh Linh. Nhìn sang Chúa thì sẽ có một sự chọn lựa, cuối cùng của nó là phước hay họa, mất hay còn. Một người nhìn sang Chúa, nhận lấy phương pháp của Chúa để làm phương pháp giải quyết cho nan đề của mình, thì người đó có sự chọn lựa đúng đắn, và sau kết quả thì người đó có một môi trường thuận lợi để kính sợ Chúa, để thờ phượng Chúa và để phục vụ Ngài. Thật vậy, có những quyết định sai lầm, sau đó đã đóng các cánh cửa để người đó kính sợ Chúa, người đó thờ phượng Chúa, người đó hầu việc Ngài. Ma quỷ không cấm chúng ta thờ phượng Ngài, không cấm chúng ta hầu việc Ngài. Nhưng mà ma quỷ thường cống hiến cho chúng ta những giải pháp để chúng ta chọn lựa. Phước cho người nào nhìn sang Chúa, có lời Chúa hướng dẫn để chúng ta chọn lựa những phương cách đúng, sau đó thuận lợi cho chúng ta trong bước đường chúng ta kính sợ Ngài, hầu việc Ngài cách hanh thông hơn. Adam và Eva khi đối diện với sự cám dỗ lớn, ông bà không nhìn sang Chúa, mà nhìn xem nhau, mà nhìn xem ma quỷ là kẻ cám dỗ. Cho nên cuối cùng họ đã đi đến một quyết định sai, đó là chọn lựa cây biết điều thiện và điều ác, thay vì dùng cây có sự sống. Và hậu quả
là lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Cho nên, việc ra khỏi vườn Ê-đen, đó là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi. Kính thưa quý vị, sau những sự thành công của chúng ta, liệu những sự thành công đó có giúp chúng ta thêm lòng kính sợ Ngài, thêm lòng thờ phượng Chúa, thêm môi trường thuận lợi để chúng ta trở nên người phục vụ Chúa chăng? Kết quả phước hạnh thứ ba của một người nhìn xem Chúa, lấy Chúa làm phương tiện và cứu cánh cho cuộc đời của mình, ấy là đời sống được biến đổi hay là được nên thánh. Kinh Thánh tiếp tục chép rằng, tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-sê rằng, hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-sê bèn làm như vậy. Giô-sê nhìn xem Chúa thay vì nhìn xem mang đề. Và đó là chiếc chìa khóa phước hạnh nhất, đúng đắn nhất để mở các cánh cửa. Chọn lựa khôn ngoan, chọn lựa đúng, chọn lựa phước hạnh, tạo một môi trường để sau đó mình thờ phượng Đức Chúa Trời, mình hầu việc Đức Chúa Trời, và đời sống được biến đổi, được lớn lên, được sâu nhiệm bởi vì kinh nghiệm, được quyền năng của Đức Chúa Trời qua năng đề của mình. Kính thưa quý vị, chúng ta không được miễn trừ năng đề. Tuy nhiên, khi đối diện với năng đề, khi xuyên qua năng đề, và sau năng đề, đã để lại những kết quả gì cho đời sống của chúng ta? Chúa Giê-xu và phương cách của Ngài được ghi trong Thánh Kinh luôn luôn là giải pháp tốt nhất, kết quả nhất, phước hạnh nhất. Hãy trở lại, hãy đồng ý với Ngài, hãy chấp nhận phương pháp của Ngài, để chúng ta có thể chiến thắng nan đề như là Giô-sê và dân sự Israel đã chiến thắng Jericho, vượt qua thành quách vững vàng để tiến vào. Vững tin nơi Ngài, cứ vững tin Giê-xu, vững tin nơi Chúa chi ai đã tiên không sao rời đôi. Nguyện luôn chúng ta là Ngài, trọn đời theo Chúa. Lòng con xin quyết nương ở trong danh Cha. Strong in the Lord, He is the rock of salvation. I shall not be moved. Quý thính giả vừa nghe sứ điệp phúc âm với đề tài nhìn xem Chúa, và câu chuyện này đã chấm dứt chương trình phát thanh tin lành do Thánh Tin Lành Ưu Điển thực hiện hàng tuần trên các mạng lưới toàn cầu: Thời Báo .com, Sống Đạo Online .com, Hướng Đi .tv. Để liên lạc với chúng tôi, xin quý vị gọi điện thoại số 416-827-6251. Trước khi dứt lời, chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đón nghe hàng tuần. Cầu xin Thiên Chúa từ ái dùng lời của Ngài để đem lại cho quý vị đời sống sung mãn và thỏa lòng. Trân trọng kính chào tạm biệt. Vững tin nơi Ngài, cứ vững tin Giê-xu, vững tin nơi Chúa chi ai đã tiếng không sao rời đôi.